Dạo này ba của bé Lem bắt đầu đi vào văn phòng làm việc lại rồi, cho nên là hai mẹ con hay ở nhà đi kiếm chỗ ăn chơi. Đây, mình sẽ lần này trong vlog này mình giới thiệu với mọi người một vài chỗ kids cafe, là chỗ ăn cho mẹ và chỗ chơi cho bé. Địa điểm đầu tiên mình đến sẽ là cái điểm Premium Coffee. Mấy chỗ này nằm ở quận 2 hết nha. Phía này là sảnh check-in của Peekaboo, đang để thêm mùa hè bãi biển rất là đáng yêu. Còn đây là view bên trong. Peekaboo lúc nào cũng để rất là nhiều camera ở chỗ ăn để mọi người có thể tiện theo dõi bé trong lúc ăn uống. Bây giờ mình ngó qua sơ sơ sương sương cái menu nha. Menu quán thì gồm khá là nhiều các cái món Việt Nam và các loại thức uống đa dạng. Nhưng mà mình đã ăn trước khi tới đây rồi, cho nên là mình có order một ly nước mát thôi. Với ba mẹ nào mà lần đầu tiên đến đây thì phải giới thiệu luôn là mình sẽ phải trả cho mỗi bé là 100 ngàn một giờ khi chơi tại đây. Còn ba mẹ sẽ order đồ ăn thức uống riêng. Giá cả thì mọi người thấy có hơi nhỉnh hơn một cái số khu trò chơi lớn như là Tiny World á. Thì tại vì ở đây sẽ có đông nhân viên theo dõi các bé nè, đồ chơi lúc nào cũng được giữ sạch sẽ, gọn gàng và khá là phong phú luôn. Vì thấy rất là nhiều đồ chơi được nhập từ nước ngoài về, đặc biệt là ở đây là luôn luôn có máy lọc không khí. Nếu ba mẹ nào mà thích chụp hình check in cho mấy bé thì ở đây góc nào cũng rất là dễ thương. Giới thiệu với mọi người, đây là dàn siêu xe của quán. Bé chơi tại đây cũng an toàn lắm luôn á. Những cái bậc thang đều được bao bọc lại hết luôn. Sàn cũng là sàn gỗ hoặc là sàn được lót một lớp nhựa. Bé không có bị trượt té mà cũng khi té cũng không có đau như là những cái sàn bê tông. Đây là view chỗ ăn uống của ba mẹ nhìn từ trên xuống nè. Ở đây đặc biệt còn có cả nursing room và phòng thay tã cho các em bé nhỏ nữa. Mấy em bé đến đây cực kỳ khoái cái trò câu cá này luôn á. Chỗ này thì mình giới thiệu tới đây thôi, mình sẽ nhảy qua một chỗ khác nha, tại vì thời gian còn lại vì để dành chơi với bé Lem rồi. Đây là Kid Cafe Lilliput, một cái chỗ cũng khá là có tiếng luôn á. Nhiều bạn nói với mình là Peekaboo rẻ hơn, nhưng mà thật ra mình qua đây thì thấy cũng tương đương luôn. Mỗi bé cũng là 100 ngàn một giờ và thức uống thì giá cả cũng tương tự nhau vậy á. Nhưng mà menu ở đây thì có một vài cái món Tây như là mì Ý nha. Các loại trò chơi thì cũng sẽ tương tự như là bên Peekaboo lúc nãy mình vừa giới thiệu thôi. Nhưng mà Vi nếu được chọn Vi sẽ chọn đi Lilliput hơn. Cái này thì tùy theo gu mỗi người thôi. Vi thì thích đi Lilliput hơn. Vi đến Lilliput vào cùng thời điểm với Peekaboo vào ngày hôm sau. Nhưng mà mọi người thấy quán thì có yên tĩnh hơn và ít khách hơn một chút xíu. Cái tánh của Vi nữa, Vi thích mọi thứ nó gọn gàng ngăn nắp hơn một xí, tại vì ở nhà mình đã đủ bừa bộn rồi. Bây giờ mình sẽ đi lên những cái phòng đồ chơi nhỏ ở trên lầu của Lilliput nè. Mọi người thấy không? Lúc nào cũng vậy, đồ chơi được xếp rất là gọn gàng. Về độ đa dạng của đồ chơi thì Vi thấy ở bên Lilliput có nhiều đồ chơi hơn. Đến mấy chỗ này thì không thể bỏ qua dàn siêu xe của các bé rồi. Xe rất là mới và kiểu dáng rất là dễ thương. Còn mấy mom mà mê màu hưởng phấn thì không thể nào bỏ qua cái góc làm đẹp này được rồi. Về độ sạch sẽ và ngăn nắp thì Vi phải chấm cho Lilliput 10 điểm. Ai mà có em bé đều biết là rất là khó để giữ cho những cái món đồ chơi nho nhỏ nó đúng cái chỗ của mình. Còn về tiêu chuẩn an toàn thì mình thấy cũng làm tương tự như bên Peekaboo lúc nãy.
Một số chỗ thì các loại rau củ này sẽ được làm bằng nhựa, nhưng mà đây là bằng bởi vải bông á, cầm rất là sướng tay luôn mà rất là an toàn cho bé. Thôi tùy theo sở thích của mình và của các bé mà mọi người chọn cho bé một chỗ chơi phù hợp nha. Vlog lần này đến đây là hết rồi, hẹn mọi người trong chương trình tiếp theo nha.